Dạ tốt nhất là tại vì mình có duyên với bệnh viện hồi trước thì không phải là mình lựa chọn hay này nọ, nhưng mà mình lỡ mình có duyên với bệnh viện riêng quy Thành Quốc rồi thì mình sẽ đến bệnh viện đó. Và về cái chi phí bác sĩ nói nếu mà cái ca của chú anh mới thì có thể lên đến 500 triệu. Cái lo lớn nhất của bác sĩ là có mổ được hay là không thôi. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ mới đi làm ga và hôm nay nhận được tin rất là vui. Bùi Hồ muốn thông báo cho cô bác quý anh chị về tình hình của anh Mến ạ. Thì hôm nay là ngày thứ tư, theo cái lịch trình thì anh Mến sẽ lên Sài Gòn vào ngày hôm thứ năm, và được bạn của Bùi Hồ đó là Phong Bùi sẽ đón anh để mà cho đưa anh đi đến bệnh viện Chợ Gãy. Nhưng Bùi Hồ nhận được một cái thông tin rất là vui từ bạn Phong Bùi, là bệnh viện thẩm mỹ họ có liên hệ với lại Phong và một số nhà báo để muốn giúp đỡ về anh Mến, về cái tình hình của anh. Và cái thông tin này thì Bùi Hồ mới nhận được đây thôi. Và hôm nay thì sáng nay anh Mến trên cái đò, trên đường đi lên đến Sài Gòn, và anh Mến đi với người chú của mình. Tại vì trong cái quá trình đi thì anh Mến gặp rất là nhiều khó khăn về cái giọng nói nên phải có một người đi theo. Thì Bùi Hồ hôm nay là đi làm nên không có đi theo bước chân của anh Mến để đi đến những cái bệnh viện đó. Nhưng mà sau cái quá trình đi thì anh Mến sẽ lên đến Sài Gòn này sẽ có bạn của Bùi Hồ rước, nên Bùi Hồ cũng yên tâm về cái khoản đó. Và đây là cái thông tin mà Bùi Hồ muốn gửi cho cô bác quý anh chị, từ Phong Bùi gửi cho Bùi Hồ. Thì bạn Phong này có một cái thông tin như thế này. Đây là cái thông tin của bạn Phong gửi cho Bùi Hồ vào sáng nay. Tin vui cho anh Mến là sau khi xem các video tâm sự đó, thì về hoàn cảnh của anh Mến thì ở đây có bác sĩ Tú Dung. Ở đây có bác sĩ Tú Dung là giám đốc bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc quận nhất thành phố Hồ Chí Minh sẽ cố gắng lấy lại cái khuôn mặt cho anh Mến, lấy lại cái gương mặt đẹp trai như xưa. Là dự kiến thì hôm nay bác sĩ Dung sẽ họp trực tuyến với các bác sĩ tại Hàn Quốc, rồi Mỹ cùng hội chẩn về cái khả năng phẫu thuật đối với anh Mến. Ngoài ra thì còn cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của anh Nguyễn Thạnh là phóng viên báo Người Lao Động. Thì cái thông tin này rất là vui. Thì bây giờ thì anh Mến đã đi từ lúc sáng nên bây giờ Bùi Hồ sẽ điện cho anh Mến. Anh Mến không có sử dụng Zalo hay Viber nên anh Mến sử dụng nên Bùi Hồ sẽ trực tiếp gọi với cái số phone của anh Mến cho cả nhà nghe nha, để coi anh Mến sẽ đi đến đâu. Rồi nói chung là sáng giờ thì đi làm thì cũng rất là lo cho anh Mến, cũng lo về cái việc đi đứng của anh như thế nào. Nhưng mà Bùi Hồ cũng sáng sao điện sớm thì anh đã đi vào lúc 6 giờ sáng. Và đây là cái số điện thoại anh Mến này cả nhà. Thì chiều nay vào lúc 3 giờ rưỡi chiều thì anh Mến sẽ gặp bác sĩ. Alo. Anh Mến ơi, em đang gọi cho anh và em đang quay phim về cái cuộc gọi của mình đó anh Mến. Anh Mến hiện nay thì anh đang đi đến đâu rồi? Trên đường cao tốc. Anh đã ăn uống gì chưa? Chưa ăn gì hết ha. Lúc sáng anh có ăn không? Ở nhà ăn được một gói mì rồi. Gặp gỡ của anh vào chiều nay vào lúc khoảng 3 giờ đó anh Mến, anh với bác sĩ. Ở quận nhất, bác sĩ ở quận nhất và bác sĩ thẩm mỹ ở quận nhất. Em thông báo cho anh một cái tin vui như thế này nè. Là Phong Bụi với lại một số anh em trong cơ quan của Phong đã liên hệ được với cái bệnh viện thẩm mỹ, và chiều nay họ sẽ họp để trực tuyến với lại ở bên Hàn Quốc và Mỹ để mà bàn về cái là lấy lại cái gương mặt cho anh. Nên anh có thể là anh sẽ không đi vô bệnh viện Chợ Gãy mà anh sẽ đi qua bên bệnh viện thẩm mỹ bên kia luôn. Dạ. Thì sau khi nhận được thông tin này thì em rất là vui, tại vì mình có một cái cơ hội, một bác sĩ đã chịu ra giúp mình rồi đó anh. Dạ. Dạ. Dạ.
Dạ, tại vì Phong thì mới gửi cái thông tin về cái cuộc họ họp để bàn về cái cuộc phẫu thuật của anh đó. Dạ, và thêm một cái thông tin vui nữa em muốn báo cho anh, đó là một bạn này ở bên chương trình Hành Trình Lột Xác đó mới vừa điện thoại cho em. Nhưng mà lúc nãy em có công việc chút xíu nữa em sẽ điện lại để báo về cái chương trình, để báo về cái muốn liên hệ để giúp đỡ cho anh. Vâng, vâng. Dạ, đây là cái tin nhắn này các cô bác quý anh chị. Thì nhận được hai thông tin này thì em rất là mừng. Thì bây giờ thì anh như thế nào, sức khỏe như thế nào rồi, đi xe có mệt lắm không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Vậy hả? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Quá mừng rồi. Dạ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Đã rồi, không biết có cái nào đó, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. À. Thì khi nào mà lên tới Sài Gòn anh alo cho em nghe với nha. Rồi em chúc anh gặp được nhiều thuận lợi. Em mong là trong cái cuộc hành trình ngày hôm nay thì anh sẽ có những cái niềm vui mới ha. Và sẽ một có thể nào giúp cho anh lấy lại giống như ngày xưa luôn. Rồi em chào anh, chúc anh sức khỏe nha. Dạ, cô bác quý anh chị thì bạn Phong Bụi vừa đón anh Mến, khi mà anh Mến đến bệnh viện Chợ Gãy thì hôm nay thì giờ này thì Phong với lại anh Mến đang uống cà phê để đợi chiều đến thời điểm chiều lại bác sĩ bệnh viện Thẩm Mỹ chẩn đoán. Thì bây giờ Bùi Hồ sẽ điện cho anh Mến qua Zalo với số của Phong thì xem tình hình của anh Mến như thế nào thưa cô bác quý anh chị. Đây. Dạ, em chào anh. À, chào Phong. Thì anh Mến đến lâu chưa Phong? Anh Mến đến Sài Gòn lâu chưa? Anh mới tới nè, mới tới Sài Gòn rồi. Anh em kiếm anh nước rồi. Nghỉ ngơi xíu, ăn cơm trưa. Rồi tầm khoảng 3 giờ thì kiếm bệnh viện. À, rồi 3 giờ Phong chở anh Mến qua bệnh viện. Bệnh viện Thẩm Mỹ Hàn Quốc. À, tên anh ở trên quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Tên anh, tên anh sức khỏe của với lại cái thể trạng của anh Mến lúc này như thế nào không Phong ạ? À, anh có gì anh trực tiếp đi nhé. À. Anh quá mệt không? Quá mệt hả? Quá mệt. À, rồi anh được thông tin của Phong như thế thì bác sĩ chịu hội chẩn cho anh thì hiện nay tâm trạng của anh như thế nào? Em cũng mừng vui lắm, cũng hòa hợp đó, không có cái nào đó. Dạ. Thì hôm nay thì Phong mới có ở nhà để dẫn anh đi đó. Thì mong là cái ngày hôm nay sẽ là một cái ngày vui cho anh, nhận được những cái tin vui từ bác sĩ cũng như là sau khi hội chẩn họ sẽ chấp nhận tái tạo gương mặt cho anh Mến. Dạ. Thì anh cho em gặp anh như thế thì em cũng vui rồi. Thì bây giờ anh cho em gặp Phong tí xíu để em gửi lời cảm ơn Phong. Dạ nghe anh. À Phong ơi, trước hết anh cảm ơn em nha. Cảm ơn em đã giúp cho anh Mến. Dạ. Cảm ơn em rất là nhiều luôn. Mong là mấy anh em hôm nay đi sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn là hôm trước là mấy anh em mình đi. Hôm nay thì sẽ do bác sĩ Tú Dung, giám đốc bệnh viện, thì sẽ là người mà trực tiếp kiểm tra và hội chẩn căn bệnh của và đưa ra các cái phương án để phẫu thuật cho anh Mến. Nhưng mà bác sĩ cẩn thận lắm, tại vì muốn cho nó đảm bảo an toàn á thì phải nhờ thêm các bác sĩ ở bên Hàn Quốc và Mỹ. Thì 3 giờ chiều nay thì các bác sĩ sẽ hội chẩn qua trực tuyến để đưa ra các phương án nào tốt nhất á, và có khả năng là nếu tốt á thì trong tuần này hoặc là có thể sang tuần tới là anh Mến sẽ thực hiện các cái bước phẫu thuật. Tất cả các chi phí điều trị thì như thế nào không hả? Bệnh viện sẽ nói là sẽ hỗ trợ tốt nhất, tại vì em cũng có tìm hiểu thì bác sĩ Tú Dung á thì cũng thực hiện hơn 2.000 ca mổ miễn phí rồi cho rất là nhiều người, và bác sĩ Tú Dung cũng là bác sĩ mà chuyên gia hàng đầu về cái tái tạo khuôn mặt, đặc biệt là hàm ếch. Cho nên là khi mà bác sĩ nói là đối với trường hợp anh Mến thì là một trường hợp khá đặc biệt, và bản thân bác sĩ thì đề xuất với ban giám đốc á,
cái rõ ràng nhất là thấy anh chia sẻ về câu chuyện cái hoàn cảnh gia đình, đặc biệt là vợ con, cho nên là bác sĩ mong muốn là giúp cái hoàn cảnh này. Nghe được thông tin này thì rất là vui, thì mong là mấy anh em sẽ gặp được, nghe được cái tin vui, và sau khi hội chẩn thì anh Mến sẽ và họ chịu can thiệp vào cái ca bệnh của anh Mến và có một cái kết quả tốt và có lại cái gương mặt giống như xưa. Dạ. Rồi anh chúc. Rồi hẹn anh sau đầu giờ chiều nay khám xong em sẽ cho anh biết thông tin mới nhất nha. Nãy giờ em với anh Mến mới từ bệnh viện mới bước ra. Trước mắt là bác sĩ Dung á, có chia sẻ là rất là nhiều điều. Thứ nhất á, bác sĩ nói là cái ca của anh có khả năng thực hiện được. Và trong tối nay thì bác sĩ Dung sẽ phối hợp với một vài bác sĩ, đó là bác sĩ ở Hàn Quốc và Mỹ, để đưa ra cái phương án tốt nhất. Nhưng mà về chụp cái X-quang và chụp 3D thì cho thấy rằng là hiện giờ khu vực xương của anh nó rất là tốt này. Và xét nghiệm máu thì các bộ phận liên quan tới tiêu hóa, gan, thận rồi á thì tốt, cho nên là tóm lại là 100% very good. Giờ có thấy như thế nào? Anh Mến. Rồi bây giờ em có thể thông tin về nếu như mà tiến hành phẫu thuật thì thời gian là khi nào phẫu thuật và chi phí là bao nhiêu? Khi nãy thì em có hỏi bác sĩ nói là về cái chi phí không? Bác sĩ nói nếu mà cái ca của chú anh mới thì có thể lên đến 500 triệu. Có một phương án thứ nhất là anh mới sẽ phải bác sĩ Dung sẽ lo cái việc anh mới sẽ đi từ Việt Nam sang Hàn Quốc mổ. Đó là phương án xấu nhất nha. Nhưng mà phương án tốt nhất có thể là mổ ngay lập khám này thì chi phí sẽ rất là thấp. Tuy nhiên thì bác sĩ nói là câu chuyện chi phí là không nên lăn tăn. Ngay cả anh Bùi Hồ, nè, em nè, anh Mến nè, và bác sĩ cũng không lăn tăn. Bác sĩ đủ khả năng để lo cái chuyện đó, và mọi người đủ khả năng để lo cái chuyện đó. Cho nên là về chi phí mà không lo. Cái lo lớn nhất của bác sĩ là có mổ được hay là không thôi. Vậy thì bác sĩ nếu như mà ca khó thì sẽ đem về, sẽ anh Mến sẽ về Hàn Quốc mổ. Và chi phí là 500 triệu. Rồi còn nếu như dự kiến nha, tôi dao động từ 300 tới 500. Cao nhất là 500 và thấp nhất là 300, nhưng mà từ cả là bác sĩ nó đừng có lo chuyện đó. Chuyện đó thì có thể bệnh viện sẽ lo nè, rồi mọi người sẽ lo, bạn của bác sĩ cũng sẽ chung tay một phần, tại vì thấy câu chuyện của anh Mến thì sẽ rất là thương. Đúng rồi, anh Mến. Bác sĩ dặn là đừng có lăn tăn cái chi phí. Rồi, bước tiếp theo là khi nào thì bác sĩ sẽ tiến hành mổ phải không? Trong vòng 1 tuần tới bác sĩ sẽ thông tin lại. Bác sĩ, anh Mến thì bây giờ cái cảm giác của anh như thế nào, có thể nói cho mọi người biết được không anh Mến? Dạ. Thì Phong ơi, bây giờ anh Mến sẽ về lại An Giang hay là như thế nào? Bây giờ chỉ còn khoảng 30 phút nữa thì có một chiếc xe may thảo về lại An Giang, cho nên là chắc có lẽ bây giờ tụi em cũng khá là gấp rút đặt xe cho anh Mến, anh của anh chú của Mến tranh thủ về. Có một cái video clip anh đang đăng lên thì cái cuộc điện thoại của bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam của Hàn Quốc cũng có liên hệ với anh vào lúc sáng, vào lúc khoảng 10 giờ sáng thì họ báo cho anh. Anh đăng lên thì có thể là em xem, nhưng mà về thôi thì anh Mến qua bệnh viện này thì thôi mình cứ để cho anh Mến ở trong bệnh viện này hay không ha? Dạ, tốt nhất là tại vì mình có duyên với bệnh viện lần trước thì không phải là mình lựa chọn thế này nọ, nhưng mà mình lỡ mình có duyên với bệnh viện di quy Hàn Quốc rồi thì mình sẽ đến bệnh viện đó và hẹn các dịp nào đó, ví dụ trường hợp nào mà đang rơi vào cái lịch cảnh với anh Mến thì mình có thể kết nối với bệnh viện Cang Nam. Có thể Mến có cảm nhận được và thái độ và cách chăm sóc của bệnh viện của rồi như thế nào, đặc biệt cách tư vấn của bác sĩ á. Có họ tốt rồi, có họ xúc động lắm, anh ấy đó anh xúc động lắm. Thôi thì cũng qua clip của anh thì em cũng chia sẻ với mọi người để mọi người vui mừng hơn. Thì bản thân em thì cũng nhận được cái số tiền mà các mạnh thường quân ủng hộ cho anh Mến, đó là 17,8 triệu đồng, gần 18 triệu đồng. Tại vì hiện giờ thì anh đang đi trên xe đò, cho nên là em cũng không có điều kiện để đưa tiền mặt cho anh. Vì vậy thì em sẽ chuyển khoản vào số tài khoản của anh mà do anh Bùi Hồ vừa mới làm giúp cho mình, đăng ký ngân hàng, hẹn ngân hàng cho anh. Vậy thì bây giờ anh Mến đã ra xe về rồi hả Phong?
Dạ anh đang đi xe và hiện giờ 5 giờ rưỡi đi thì chắc có lẽ 11 giờ gì đây mình sẽ có mặt ở quê nhà. Trong cái tâm trạng lúc mà anh Mến vừa ra khỏi bệnh viện thì tâm trạng phong cảm nhận thì như thế nào? Cái câu đầu tiên khi mà anh bước vào thang máy để đi xuống dưới tầng sảnh là nói với em là mừng quá. Rất là khác với hai lần, lần đầu tiên một mình đi lên trên chợ rẫy. Và lần thứ hai là anh cụ hộ dẫn đi. Anh cụ hộ dẫn đi tới bệnh viện thứ hai là anh nói là chán rồi, không muốn đi nữa. Nhưng mà tới bệnh viện thứ ba thì càng suy sụp hơn. Nhưng mà ngày hôm nay thì anh nói là được vực dậy lại tinh thần. Phải bảo người hôm nay cũng là một trời đi trời mây đen quá. Cũng có một cái dịp trùng đó là ngày hôm anh với em Mến đi lên Sài Gòn thì bị mắc mưa. Hôm nay ở Sài Gòn có mưa hay sao? Vâng, hôm nay Sài Gòn mưa ngập phố luôn. Thôi bây giờ anh thay mặt anh Mến chân thành cảm ơn Phong với lại anh em rất là nhiều nha. Cảm ơn Lê Nguyễn, cảm ơn Hoa Lại Sài Gòn luôn. Chúc rồi thôi thì cảm ơn Phong đã hướng dẫn anh Mến và cũng giúp anh Mến, và chúc Phong với lại anh em ở trên Sài Gòn nhiều sức khỏe, khi nào có dịp thì anh em họp mặt cà phê. Dạ rồi, em chào anh. Rồi hẹn gặp lại trong thời gian sớm nhất nha, bye bye. Ok, cô bác anh chị thì đó là một cái đoạn gọi video trực tiếp. Bùi Hồ gọi cho Phong, gọi cho Bùi Hồ để báo về cái tình hình của anh Mến. Như vậy thì tóm lại đây là một cái cuộc điện thoại rất là vui cho bản thân Bùi Hồ cũng như là bản thân của Phong, tất cả các anh em làm YouTube và cũng như là của anh Mến, riêng đặc biệt là anh Mến. Và hôm nay thì coi như là tràn trề một cái năng lượng cho một ngày, cho cuối ngày. Mặc dù mệt nhưng mà anh em vẫn cố gắng rất là nhiều. Một lần nữa xin cảm ơn bệnh viện CW, bệnh viện thẩm mỹ viện Hàn Quốc. Cảm ơn đội ngũ y bác sĩ đã chung tay. Cảm ơn Phong, cảm ơn Lê Nguyễn và tất cả mọi người. Tất cả một lần nữa Bùi Hồ xin cảm ơn tất cả các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước đã chung tay ủng hộ cùng Bùi Hồ để giúp cho anh Mến tìm lại cái gương mặt và cũng như là vẻ đẹp trai khi xưa. Về cái số tiền mạnh thường quân gửi thì hôm nay thì Bùi Hồ mới nhận được, và sau ngày hôm nay thì Bùi Hồ sẽ thống kê lại được cái số tiền là bao nhiêu, và Bùi Hồ sẽ gửi trực tiếp vào cái tài khoản cho anh Mến. Sau đó Bùi Hồ sẽ công bố về ở cái danh sách ở trong video clip sau, sau khi Bùi Hồ qua nhà anh Mến gặp anh Mến và trao cho anh Mến số tiền và hỏi thăm về tình hình sức khỏe của anh. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip tiếp theo.